nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ đơn vị. Công an thành phố Đà Nẵng vừa triển khai hoạt động thử nghiệm bộ phận một cửa nội bộ tại phòng 114 Tòa Cảnh sát Nhân dân. Với đặc thù của ngành liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác thi đua khen thưởng có vai trò rất lớn nhằm động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, Công an thành phố tiếp nhận hơn 300 hồ sơ đề nghị khen thưởng thông qua các phòng ban chuyên môn rất bất tiện. Nay, Công an thành phố thành lập bộ phận một cửa để thu nhận tất cả các hồ sơ, tạo thuận lợi cho các cơ quan ban ngành bên ngoài, cũng như các đơn vị địa phương đến Công an thành phố làm thủ tục. Việc tiếp nhận và xử lý tổng hợp tại bộ phận một cửa đòi hỏi cán bộ phải có chuyên môn, nghiệp vụ. Trước đây thì vì anh chỉ biết cái chuyên đề của anh thôi, thì hôm nay thì là phải biết tất cả, phải tự nâng cao cái khả năng xử lý công việc của mình, nâng cao cái trình độ hiểu biết. Và cái yêu cầu thứ hai là tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ trong bộ phận ấy, là cái tinh thần, cái văn hóa ứng xử của mình đối với là bên ngoài cũng như có đồng chí đồng đội trong cái việc này. Vì đã tiếp dân thì cái thủ tục nhanh gọn, hiệu quả, công khai, minh bạch là được đặt lên hàng đầu. Và cái tinh thần văn hóa ứng xử là niềm nở, luôn luôn có nụ cười trên môi. Theo đó, bộ phận một cửa nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực, gồm hậu cần, tài chính, thi đua khen thưởng, đào tạo và chính sách bảo hiểm với 109 loại thủ tục. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được đầu tư trang bị các thiết bị máy móc hiện đại. Tại đây, cán bộ tiếp nhận thực hiện các bước kiểm tra hướng dẫn, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo thời gian quy định. Cái việc mà đạt thủ tục hành chính này thì vừa là tạo sự gắn kết với các đơn vị, thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện cái sự công khai, minh bạch, dân chủ trong các cái hoạt động của công an thành phố. Và đồng thời cũng là để cho cán bộ mà tiếp nhận giải quyết các cái thủ tục này có trách nhiệm hơn và tự mình sẽ là cải cách các phong pháp rồi lề lối làm việc, sẽ cải tiến theo đúng cái yêu cầu của ngành và yêu cầu đáp ứng trong cái bệnh viện mới. Bộ phận một cửa nội bộ sẽ được áp dụng thử nghiệm trong thời gian một tháng để rút kinh nghiệm, từ đó có kiến nghị thay thế bổ sung các thủ tục hành chính, nhân rộng mô hình sáng tạo khoa học, tiến tới mở rộng danh mục thủ tục hành chính nội bộ được áp dụng tại bộ phận một cửa, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính, thúc đẩy số hóa nền hành chính công để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.